Chiếc xe hơi trong clip đấu khẩu của Trường Giang đã từng bị va chạm năm 2016. Hiện Trường Giang và quản lý chưa lên tiếng gì về clip được lan truyền từ đêm qua, rạng sáng nay 19 tháng 9. Một clip được tài khoản đưa lên trang cá nhân khiến dân mạng xôn xao. Trong clip, hình ảnh diễn viên Trường Giang khá rõ nét, anh đang lớn tiếng với người ghi hình mình sau va chạm giao thông. Trường Giang tỏ ra khá bức xúc khi nhắc đi nhắc lại câu nói, ỷ nghệ sĩ là sợ người ta quay hình hả? Sau đó anh thách thức, nè ông ghi hình tới sáng luôn, tôi không sai, đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Trong đoạn clip cũng xuất hiện lực lượng công an, khi thấy Trường Giang lớn tiếng, một đồng chí công an đã nhắc nhở, bình tĩnh đi, đừng có nói lớn tiếng. Sau đó người quay clip nói với Trường Giang, lúc nãy tôi nói rất nhỏ nhẹ, bây giờ anh nói anh không đụng. Lúc này lực lượng công an yêu cầu người quay clip vào bên trong để họ giải quyết, còn Trường Giang vẫn đứng dựa vào đầu một chiếc xe hơi màu đỏ và liên tục lặp lại câu nói, đừng nghĩ nghệ sĩ là sợ người ta quay hình hả. Bên cạnh đó, trong đoạn clip còn xuất hiện một thanh niên mặc quần sọc, áo thun trắng, không rõ mặt, nhưng giọng nói rất giống người em ruột kim quản lý của Trường Giang. Người thanh niên này lên tiếng can ngăn cả hai bên, thôi ở đây không ai sai hết, ai sai thì có pháp luật giải quyết thôi. Khi liên lạc với Trường Giang, nam diễn viên không bắt máy, quản lý của anh cũng im lặng, chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Hiện tại vẫn chưa xác định được địa điểm quay clip, cũng như Trường Giang hay người quản lý là người lái xe trong lúc gây tai nạn. Được biết, chiếc xe hơi trong clip chính là chiếc xe mà Trường Giang hay đi trong một số sự kiện. Chiếc xe có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Cách đây hơn một năm, chiếc xe này cũng từng bị một xe hơi khác va chạm khi đổ một quán ăn tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe hơi trong clip chính là chiếc xe mà Trường Giang hay đi trong một số sự kiện. Nhã Phương từng được Trường Giang nhiều lần chở đi trên chiếc xe hơi này. Năm 2016, xe hơi của Trường Giang cũng va chạm với một xe khác khi đang đổ ở quận 3. Quá khứ ăn chơi, bỏ nhà đi bụi của danh hài Tiến Luật. Gia đình từng phải đưa Tiến Luật đi nghĩa vụ quân sự để nam danh hài tránh xa khỏi thói hư tật xấu. Diễn viên hài Tiến Luật là một nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thích bởi lối diễn xuất hóm hỉnh và chân thật. Ngoài thường xuyên tham gia các hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, vài năm trở lại đây, ông xã của Hoa hậu hài Thu Trang còn gây chú ý khi góp mặt trong nhiều dự án phim như Vũ Em Tập Sự, Sớm Trọ Vui Nhộn, Gia Đình Là Số 1, Chí Phèo Ngoại Truyện. Để có được dấu ấn như thời điểm hiện tại, diễn viên sinh năm 1982 đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp. Trong cuộc trò chuyện ngắn gần đây, Tiến Luật đã bật mí về quá khứ với đầy những thói hư tật xấu cùng những dự án điện ảnh mới nhất. Quá khứ từng đi bụi, đánh lộn và đua xe, Tiến Luật sinh ra trong một gia đình ba mẹ là công nhân, sống trong một khu vực khá phức tạp ở vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, với đủ thứ tệ nạn, từ cờ bạc, trộm cắp đến hút chích. Lúc nhỏ, anh hay cùng những đứa trẻ trong xóm tụ tập đi chơi, đi hái trộm trái cây. Khi lớn lên, gia đình chuyển sang kinh doanh, Tiến Luật càng có nhiều cơ hội ăn chơi hơn. Anh tham gia đánh lộn, đua xe, bỏ học và từng khiến mẹ khóc không biết bao nhiêu lần. Năm 17 tuổi, Tiến Luật còn cùng ba người bạn ham chơi, bỏ nhà lên tận Buôn Ma Thuột để kiếm tiền. Tại đây, bốn chàng thanh niên Sài Gòn phải đối mặt với việc bị trứng lột, thậm chí còn bị dụ dỗ đi ăn cắp xe. Sau những tháng ngày lang bạc, Tiến Luật là người đầu tiên trở về nhà, đơn giản vì anh nhớ gia đình và sợ lắm những giọt nước mắt của mẹ. Lần trở về đó không khiến Tiến Luật thay đổi được bao lâu. Vài tháng sau, anh lại tiếp tục đánh lộn, nghỉ học không lý do, đến mức ba phải đưa anh đi nghĩa vụ quân sự với mong muốn con trai chấn chỉnh lại và không rơi vào tệ nạn xã hội như những thanh niên trong xóm. 2 năm trong môi trường quân ngũ khiến Tiến Luật thức tỉnh ra nhiều thứ. Anh trở về và bén duyên với sân khấu và gắn bó đến tận bây giờ. Nhớ về khoảng thời gian dính vào thói hư tật xấu, Tiến Luật cho biết, đơn giản chỉ vì tính tôi ham chơi, làm mẹ buồn, nhưng cũng nhờ chặn đường đó mà giờ đây tôi phải nhủ lòng mình phải cố gắng, nỗ lực hơn trong sự nghiệp để luôn là niềm tự hào của người thân. Chờ đợi nhiều năm mới có được vai chính đầu tay. Tiến Luật theo nghiệp diễn từ năm 2003, tuy nhiên gần đây anh mới được đảm nhận vai chính đầu tay trong dự án phim điện ảnh Chí Phèo Ngoại Truyện của đạo diễn Danny Đỗ. Thực tế, chặng đường hoạt động nghệ thuật của Tiến Luật không lận đận như nhiều người lầm tưởng, mà theo anh đó chỉ là chưa có duyên. Tiến Luật kể rằng, những năm trước anh từng nhận được không ít lời mời đóng vai chính, nhưng chưa có vai diễn phù hợp và bận rộn với những dự án khác nên không thể tham gia. Với dự án phim mới nhất, Tiến Luật vào vai Chí, một tên anh chị khét tiếng lì lợm và có gương mặt dữ tợn. Khi cầm kịch bản trên tay, Tiến Luật hết sức đắn đo.
bởi đây là nhân vật hoàn toàn khác so với những vai trước đây. Sở trường của tôi là hài, nhưng vai diễn này hoàn toàn không có chất hài. Tôi thắc mắc hỏi lại đạo diễn Danny Đỗ, thì anh ấy chỉ bảo cho tôi có chất Chí Phèo trong người. Cuối cùng, người khuyên anh nhận vai chính là bà xã Thu Trang. Trang khuyên tôi nên đóng vai này vì đây là thử thách lớn cần phải chinh phục. Bản thân tôi cũng nhận thấy đây là cơ hội để mình chứng tỏ khả năng hóa thân vào nhân vật, chứ không chỉ nói vài câu gây cười cho khán giả. Hiện tại ngoài công việc đang có nhiều khởi sắc, Tiến Luật đang có cuộc sống đầy hạnh phúc êm ấm bên người bạn đời cùng nghề. Tiến Luật thừa nhận chuyện vợ chồng anh đã tâm sự quá nhiều, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng hiện nay anh đang có một chỗ dựa vững chắc để có thể thoải mái sáng tạo, theo đuổi đam mê nghệ thuật và không vướng bận lo toan gì. Thông tin về người chồng quá cố của Phương Thanh và cách ứng xử với gia đình nhà nội khiến ai cũng phải nể. Lần đầu tiên, nữ ca sĩ Phương Thanh đã công bố cha đẻ bí mật của đứa con gái, khiến cho giới truyền thông rất hoang mang. Công chúng đã rất tò mò khi chưa một lần biết đến chồng của chính nữ ca sĩ Phương Thanh, người cha của bé gà là một người như thế nào. Phương Thanh và chồng. Công chúng cũng chỉ biết đến nữ ca sĩ Phương Thanh và gia đình nhà chồng sống vẫn rất tốt đẹp với nhau. Nhưng mới đây thì Phương Thanh đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình chuyện mẹ chồng, tức là bà nội của bé gà đã qua đời. Phương Thanh cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình các dòng trạng thái buồn thê lương về việc bà nội của bé gà đã mãi mãi ra đi. Mẹ chồng của cô đã mãi mãi về với cõi vĩnh hằng. Tạm biệt bà nội của con gái. Bà Bùi Thị Minh thuộc dòng họ Bùi, hôm nay là ngày đinh thiên rằm tháng 7, mong cho bà ra đi một cách nhẹ nhàng và siêu thoát nhất. Người hâm mộ cũng đã gửi lời chia buồn đến với Phương Thanh. Đáp lại tấm chân tình đó, thì nữ ca sĩ cũng đã gửi lời cảm ơn. Cảm ơn sự chia sẻ của cả nhà. Chỉ ân xin mọi người hoan hỷ một câu niệm Phật. Thay mặt của nhà nội em gà, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vào trong khoảng cuối năm 2014, khi bố chồng của Phương Thanh mất, thì cô cũng mang con gái về để chịu tang ông nội, nhưng cô không chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Con gái của Phương Thanh đã được công chúng tò mò và quan tâm bởi chính Phương Thanh chưa một lần công bố cận mặt của con gái, chỉ là các hình ảnh phía sau. Và bố của bé gà thì nữ ca sĩ Phương Thanh chưa một lần công bố về phía công chúng. Thỉnh thoảng, bé gà thường viết thư về cho phía bà nội và bố Cường, và Phương Thanh cũng đã khoe thư con gái gửi. Con gái Phương Thanh có tên là Bùi Hà Nghi Phương. Bé gà năm nay cũng mới 9 tuổi và đương nhiên thì nội dung thư tạ rất chân thật gửi tới bố và gửi tới bà nội. Lần bà nội mất chính là lần đầu tiên Phương Thanh đã công bố danh tính bố của con gái và chính thức công khai tên thật với công chúng và người hâm mộ. Bức thư đã được đăng tải của bé gà được phía công chúng chú ý tới. Rất nhiều lời chúc bé chăm ngoan học giỏi, nhưng cũng rất tò mò không kém về gương mặt của bé cũng như là của bố bé gà. Cũng nhớ có một lần, nữ ca sĩ Phương Thanh chia sẻ hình ảnh con gái kèm theo status. Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, em gà sắp to hơn mẹ chanh rồi nè. Bức ảnh Phương Thanh chia sẻ chỉ thấy bé gà lớn phồng phao và không biết được cận mặt bé như thế nào. Thêm một lần nữa trong live show năm 2013 thì bé gà bất ngờ xuất hiện phía sau sân khấu và đã vang lên giọng nói: gà thương mẹ chanh nhiều nhiều lắm, gà thích nghe mẹ chanh hát lắm, mẹ hát hay lắm. Ngay lúc đó thì Phương Thanh đã nghẹn ngào xúc động, không kìm nén được Phương Thanh cũng đã lên tiếng. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi Phương Thanh. Tôi cũng xin chia sẻ thêm, bé gà năm nay đã 8 tuổi. Tôi chưa muốn để bé xuất hiện trước khán giả là vì muốn có thêm một bé trai nữa. Khi đó tôi hứa sẽ công khai hai đứa con của mình. Trong chuyến đi Ấn Độ, tôi đã cầu có thêm một đứa con. Suốt 3 năm qua, tôi vẫn hay mơ màng mình thấy có con trai mà kết quả vẫn chưa được, nhưng tôi có linh cảm năm sau tôi sẽ có. Bố của bé gà là người Hà Nội và Phương Thanh đã chưa một lần công khai người đàn ông đó cũng như chuyện cá nhân của mình với phía công chúng. Chỉ duy nhất một lần, nữ ca sĩ Phương Thanh chia sẻ quan hệ giữa tôi và gia đình bên nội của bé gà rất là tốt đẹp. Phương Thanh và cách ứng xử với gia đình nhà chồng khiến ai cũng nể. Mặc dù cô chưa chính thức công khai về cha của con gái, nhưng Phương Thanh đã luôn khiến nhiều người phải nể phục bởi cách ứng xử với gia đình nhà nội của nhóc tì. Mới đây, nữ ca sĩ Bùi Ngùi chia sẻ tin buồn khi cô phải từ biệt bà nội của con gái. Về với thế giới bên kia, đúng vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo như tiết lộ của nữ ca sĩ Phương Thanh, thì mẹ chồng của cô có tên là Bùi Thị Minh, pháp danh là Diệu Mẫn, đã ra đi vào trong đúng ngày rằm tháng 7.
Đính kèm với bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm của cả hai bà cháu, đó chính là lời chia sẻ chất chứa nỗi buồn của chính nữ ca sĩ mẹ chồng. Tạm biệt bà nội của chính em gà, bà Bùi Thị Minh, pháp danh Diệu Mẫn, dòng họ Bùi. Hôm nay chính là ngày đinh thiên rằm tháng 7, mong cho bà ra đi nhẹ nhàng siêu thoát. Sau lời chia sẻ, trên trạng thái của Phương Thanh thì cũng đã nhận được rất nhiều lời chia buồn sâu sắc của phía người hâm mộ gửi tới gia đình. Đáp lại tấm chân tình của mọi người, nữ ca sĩ cũng đã gửi lời cảm ơn. Trước đó thì Phương Thanh cũng đã chia sẻ bức thư của con gái để gửi tới cho bà nội và bố. Qua thư, các thông tin ít ỏi về bố bé gà đã được hé lộ, tên là Cường và cô bé này rất mong được bà và bố vào thăm. Vào hồi tháng 11/2014, Phương Thanh cũng đã từng tiết lộ hình ảnh đứa con gái về chịu tang ông nội. Hôm nay ông nội của em gà mất, em gà về để chịu tang ông nội A Di Đà Phật. Ông nội của bé gà có tên là Cụ Xuyên, sinh năm 1932, sống tại Hưng Yên, mất vào hồi 3 giờ ngày 16 tháng 11/2014, hưởng thọ được 83 tuổi.